đó ra bính bính ra đập đó chết đó này. À, lúc em mua đi nặng quá này, sửa sửa vá xe nữa là lúc gần về nhà quên mất mua, sửa thủng lốp luôn, thủng xăm luôn, trong chờ nó giải đinh sao ấy, tìm lúc luôn. Có đưa mèo đẹp chắn rồi ghê nhỉ. Trời ơi con đợi vậy, trời ơi đẹp chắn rồi. Chết hấp nhà nữa, chết đèo đó luôn. Quá thằng người Lan không chết, thằng người Lan nó sống người người Trung Quốc, người 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 Hàn Quốc ấy. Đông lắm chị, đông người. À, cho đấy ít người, đường đấy bình thường, đường đấy bình thường không không đông người lắm. Để mai em trả cả cục luôn, người ta sợ người ta bán giảm lại ngay. Bán hàng gì ghê.
Tí nữa mấy rồi? Khổ quá. Giá đâu, sáng mai mấy rồi, em mới được mà em trả bình thường mà, có gì đâu. Mình cứ bình thường mình ấy, mình trả thì vội gì. Ngày mai em chạy sang đấy, em bảo là bây giờ là không mua nữa. Trả luôn cái mì, người ta bán hàng đắt quá, đấy xong thì đâu mà. Em vẫn mua hàng bình thường. Mình cứ thế, kệ, sáng mai em trả. Giờ nó đóng cửa nơi. Cầm cục đi tìm cái ca cho mèo ấy rồi đi gấp chợ mà tưởng sợ ngã xe cơ nặng. Nó có cái ca được mát. Let's test these upgrades. Thank you.
đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao? Sao thế? Dạ đang đánh trêu lợn là đập chặn này. Ghê gớm luôn.